Quý vị nghĩ sao nếu như một cây kem được làm từ rác thải nhựa và liệu nó có ăn được hay không? Ý tưởng độc đáo này đến từ một nhà thiết kế nữ trẻ tuổi đến từ Đại học Nghệ thuật London Anh, người mang theo thông điệp nâng cao nhận thức con người về rác thải nhựa và những gì chúng ta ăn uống. Ly kem vani này thì thực chất là một tác phẩm nghệ thuật sắp đặt có tên là Guilty Flavor do nghệ sĩ kiêm nhà thiết kế Eleonora Octorani, 27 tuổi tạo ra. Quy trình sử dụng vi khuẩn tiêu nhựa do các nhà nghiên cứu Edinburgh phát triển nhằm tiêu hóa các loại nhựa và biến nó thành vanillin, phân tử tạo ra hương vị vani. Và đây cũng là một loại hương liệu đắt đỏ thứ hai trên thế giới sau nghệ Tây. Các nghiên cứu và thí nghiệm này không nhằm tạo ra sản phẩm phục vụ con người mà nhằm để nâng cao ý thức bảo vệ môi trường qua tái chế rác thải nhựa.